cả quý vị, chúng ta có một bữa tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay tại khu vực trưng bày cuộc thi Hoa Lan Hà Đông mở rộng lần thứ 15 năm 2023. Thật tuyệt vời, vui vẻ và con biển trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, có lẽ trước khi mà chúng ta đến với chương trình công bố các giải thưởng của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, ngay sau đây thì quý vị chúng ta đến với chương trình ca nhạc nghệ thuật để chúc thay tất cả quý vị tiếp tục với bữa tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay thật tuyệt vời, vui vẻ và con biển về những điều thương yêu và những điều tuyệt vời. Thưa quý vị thân mến, một trong những ca khúc mà trong thời gian vừa qua đã rất là hot hit trên các nền mạng xã hội như TikTok, như Zalo, Facebook, và ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cùng được lắng nghe lại ca khúc này, ca khúc Ai Chung Tình Biệt Mãi. Và các khúc này thì quý vị chúng ta hãy chào đón trở về sân khấu giọng ca của nữ ca sĩ Dương Thanh Hằng và giọng ca của nữ ca sĩ Nguyễn Quỳnh sẽ cùng gửi tới tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức và lắng nghe. Thế thôi, ai chung tình biệt mãi nhưng đã về Nam rồi thì khúc này phải về Nam thôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảnh đẹp nhỉ.